Thế có anh chị em giới trẻ và sư phụ luôn ơi. Hiếu Nhi ơi. Sinh viên trường giáo nông nghiệp ơi. Mấy các bạn để một chồng tí. Vòng tròn không ra thì. Vòng tròn không ra thì. Rồi. Để bắt đầu chương trình lửa trại thì các bạn sẽ ao ước nhất điều gì đến với chúng ta ngày hôm nay nhờ? Rồi, ok, bây giờ chúng ta hô môi sinh. Rồi các bạn trật tự một chút nhá. Rồi, bây giờ con xin kính mời cha sẽ thành hóa đêm lửa trại hôm nay cho chúng con xin kính mời cha. Các bạn trẻ thân mến, mỗi người chúng ta sống trên trần gian, chắc chắn chúng ta cần có nhau, cần có sự liên kết với nhau, cần có nhau chúng ta mới có thể thành người được. Và để có nhau thì chúng ta cũng cần phải lọc đi những cái gì trong lòng chúng ta, những cái gì đó là phân biệt, phân tách và những ánh lửa. Chúng ta biết lửa là để sưởi ấm con tim của mỗi người, mà lửa cũng là để có được đồ ăn, có chín được cũng cần có lửa, lửa rất cần thiết. Và trong đêm hôm nay, mỗi người chúng ta hãy xin với trời, xin với Thiên Chúa, hãy sai lửa từ trời của Ngài xuống để đốt đi tất cả những cái hố ngăn cách nơi mỗi chúng ta, cũng như là xin lửa của Chúa hãy đến với chúng ta và xin cho những lửa lòng mến, tình thương, sự tha thứ luôn luôn đọng lại nơi chúng ta qua những ánh lửa mà chúng ta chuẩn bị đốt lên. Và giờ đây chúng ta cũng chuẩn bị. Khi cha nói là lửa thiêng thì chúng ta thường sao? Ba lần. Lửa thiêng. Lửa thiêng. Lửa thiêng. Lửa lên, nó bồng tay lâu. Nồi